Bác sĩ cho em hỏi em đã làm thẩm mỹ tầng sinh môn được 2 tháng mà quan hệ đau lại bị sức nhẹ và khó cho hết dương vật vào. Giờ em phải làm gì ạ? Um, tình trạng của bạn uh, bạn Thúy Thỏ thì nếu bạn đã làm ở bệnh viện xã nội thì đây là một cái tình trạng nó cũng không có vấn đề gì phải căng thẳng cả. Tại vì là này là khi mình mới làm thu hẹp âm đạo xong thì âm đạo của mình được nó nhỏ lại. Nó tương đương với lúc mà mình đang còn trinh ấy. Thì thế nên là này là bạn cứ bình tĩnh, không có vấn đề gì cả. Uh, nhẹ nhàng quan hệ nếu trong trường hợp mà mình thấy rằng là mình chưa sẵn sàng vào cái bôi trơn của mình không đủ nhiều thì mình có thể dùng thêm các chất bôi trơn cái gel bôi trơn ví dụ như là ra các thuốc này hoặc là siêu thị ấy, thì có rất nhiều các loại gel bôi trơn mình cần là bôi trơn không chỉ bên ngoài mà bôi trơn cả bên trong âm đạo nữa thì cái việc bôi trơn này nó sẽ giúp cho việc quan hệ của mình nó dễ dàng hơn và cái âm đạo của mình nó sẽ được khi mình quan hệ nó sẽ rộng dần rộng dần ra mình cứ nhớ lại ý, lúc mình khi mà mình ở giai đoạn còn trinh ý, thì chúng ta ban đầu lúc nào chúng ta cũng sẽ thấy là này là hơi hơi chật hơi căng một tí nhưng mà tình trạng chật và căng đấy nó sẽ được giãn dần giãn dần ra phù hợp với kích thước cơ vật uh, của bạn trai vì thế hoặc là của chồng mình vì thế nên là bạn đừng lo lắng cả trong trường hợp mà bạn cần cái sự tư vấn kỹ hơn thì uh, bạn nên đến với người phụ sản cơ sở, cơ sở 2 thì tôi sẽ khám lại kiểm tra lại các bạn và hướng dẫn cho bạn cái cái cách và có tư vấn cho mình một chút về cái sự chuẩn bị để giúp cho mình cái quá trình phục hồi sau phẫu thuật nó tốt hơn và cái cuộc sống của mình nó sẽ được nâng cao chất lượng hơn